Ok và hello anh em nhá, chào mừng em quay trở lại với channel mình nhé. Mình là Thầy Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Zero Tăng nha anh em ơi. Và nếu anh em nào thích cái video này hay là cho mình một like nhé, một cái comment và một chia sẻ nha. Nó là động lực rất là lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai này nhé. Và bắt đầu thôi, let's go. Thì ở đây là chúng ta sẽ tiếp tục, mình sẽ mua cái con Stumat này nhé. Ok. Rồi chúng ta sẽ mua cái con Storm Tiger này. Con này thì giáp cực ngon, súng cực ngon, nhưng mà cái động cơ thì nó hơi bị gọi là tù vãi chưởng đó. Con này đẹp nha anh em, con này rất là đẹp nhá. Cái booster nó sẽ sử dụng cái này nhá. Cái khiêng này rất là ngon này. Chắc chắn là cái khiêng này thì nó là bá đạo ha. Ok, tôi sẽ mở cửa 2 để đánh nhau nào. Chiến này anh em ơi. Ok. Chuyến này, ui xe đẹp đấy anh em ơi. Xe này là xe tăng ui rồi. Ui nó bắn quả đạn pháo ấy, đừng hỏi anh em ạ. Nhưng mà cái quả đạn này nhìn cho nó, ui nó có thể giật sấm sét được anh em ạ. Ui cái khả năng cơ động của nó thì đúng là hơi bị ngáo. Nó không thể nào cơ động bằng cái quả xe ấy được anh em ạ. Không có một quả xe súng ba nào được, mình đảm bảo với anh em luôn 100%. Fuck. Nice. Ui yes. Nổ như thế này thì đỡ neo được bạn. Ok. Oh. Oh, nổ. Làm nào bạn? Đi đâu bây giờ? Bạn ấy muốn đi đâu vậy? Bạn muốn đi đâu bây giờ? Bạn muốn đi đâu bây giờ? Yes. Tiến lên nào xe ơi. Lùi lại nào xe ơi. Nổ. Một phát nữa này. Yes. Lùi lại tí. Lùi lại tí nào. Lùi lại tí nào bạn. Đúng rồi. Yes. Chúng ta sẽ lùi lại một tí xíu. Phê phết nhỉ. Xe này thì mình thấy nó khá là bá. Khá là bá đạo anh em ạ. Xong. À con xe này thì mình đã từng gặp rất là nhiều lần. Con Patum. Patum. Patun này. Nào vào đây cưng ơi. Đạn thì nó cũng không khỏe lắm đâu anh em ơi. Nó mức độ trung bình thôi. Xôi nổ. What? What the hợi. Ồ, cái máu của nó tôi không nhìn thấy cái thanh máu của nó đâu anh em ạ. Hảo thật đấy. Thật sự là cái đạn này nó rất là ảo anh em, tôi không biết là như thế nào. Ok. Tôi chơi lại tiếp à? Tôi chơi lại cái màn này à? À, xe tăng khác anh em ơi. Mỗi lần thì nó sẽ là xe tăng khác nha. Nhưng mà cái con boss nó phải thay đổi chứ nhỉ? Nó phải có thêm những con nào mới chứ. Chúng ta giáp rất là khủng nha anh em. Nó bắn cho từ lúc nãy giờ mà nó cũng không ăn thua luôn. Hello. 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 Yeah. Yeah 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 yeah. Ooh. Ooh. Ooh, yes. Hay quá. Cố lên nào. Cố lên nào. Cố lên nào. Bắn từ xa luôn anh em. Tuyệt vời, hoàn hảo. Chúng ta vẫn có cái giáp, trong cái này thì chẳng có cái nào khỏe bằng cái giáp à. Cái giáp là khỏe nhất. Chính xác là cái khá là khỏe nhất anh em. Cái chỉ bắn được đúng một lần thôi. Cái giáp thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái lớp khiêng bảo vệ hoàn hảo luôn đấy. Thật sự là hoàn hảo. Chạy đâu bạn? Chạy đâu bạn ơi? Yes. Tiếp tục là càn quét lên nào.
Úi dồi, bán xa thế? Bán siêu xa anh em. Lùi lại tí nào. Ok. Bắn siêu siêu siêu, gọi là siêu siêu xa luôn anh em ạ. Xui ui, bắn này gì? Lại cái con này xem. Không, con hôm qua anh em ạ. Đây là con xe Kratel. Kratel của hôm qua. Oh my god. Ây, nó bắn cái này thì chúng ta sẽ bị ấy anh em ạ. Khôn thế nhở. Nó biết là mình đang có khiêng, nó sẽ lùi xuống ạ. Khôn như chuối ấy. Vấn đề là cái đạn của mình nó sẽ bị ấy anh em ạ. Chưa, Kratel khỏe quá. Chết rồi, con này khắc chế mình anh em ạ. Khôn lắm. Ui hồi ôi, tan thành xác pháo luôn, hay thật sự luôn. Con xe đỉnh đấy, mình phải công nhận với anh em là con xe rất là đỉnh. Xe đỉnh 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 của chóp dã man luôn anh em. Rồi mình sẽ chơi chế độ online đi, online 1v1 đi. Yes. Tiến lên nào anh em ơi. Chiến đấu. Hai xe giống nhau anh em. Nó chỉ cần trúng một phát thôi là nó sẽ bị tèo ha. Xe này nó chui vào đít mình thì đúng là nó ấy rồi. Xác định rồi. Giật còn giật điện. Ảo thật. Đúng là ảo thuật anh em. Ok, và rồi chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong cái tập kế tiếp nhá. Xin chào và hẹn gặp lại trong tập kế tiếp. Bye bye.